Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 6 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng cho xử ba nhà báo độc lập để trả thù. Vào ngày 5 tháng 1 năm 2021, ba thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam bao gồm ông Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Huy Minh Tuấn bị đưa ra xét xử tại một tòa án ở Sài Gòn. Trong đó, ông Phạm Chí Dũng là chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, đặc biệt là ông Phạm Chí Dũng, người có rất nhiều bài báo phản ánh tiêu cực của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam và vấn đề đấu đá cung đình trong đảng. Theo thông báo trên các tờ báo nhà nước thì Đảng Cộng sản thì ba ông gồm Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn bị truy tố theo khoản 2 điều 117 Bộ luật hình sự năm 2015 là làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm chống nhà nước. Trước đó một tháng, Viện Kiểm sát Thành phố Hồ Chí Minh chính thức đưa ra cáo trạng đối với các nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng với khung hình phạt dự kiến từ 10 đến 20 năm tù. Tuy nhiên, cũng như bao tù nhân lương tâm khác, ông Phạm Chí Dũng vẫn khẳng định rằng ông không vi phạm pháp luật. Đây là hình ảnh nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng. Được biết, những bài viết của ông Phạm Chí Dũng rất sắc bén, mỗi bài như những nhát dao khoét vào những vết loét của chế độ. Đặc biệt là những trò đấu đá giữa phe Nguyễn Phú Trọng và phe Nguyễn Tấn Dũng được ông khai thác triệt để. Chắc chắn những bài báo này đã làm cho Nguyễn Phú Trọng thấy khó chịu. Ông Phạm Chí Dũng cũng thường xuyên có những bài phê bình về chính trị và kinh tế trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, đài AFA của Mỹ. Với Nguyễn Phú Trọng, Hội Nhà báo Độc lập là cái gai cần phải nhổ và mức án dự trù cho ông Phạm Chí Dũng cũng đã nói lên tất cả. Quan tham hàng ngàn tỷ đồng thì chỉ chịu án có 5 năm, nhưng ông Phạm Chí Dũng thì bị đẩy mức án rất cao so với mức án mà Đảng Cộng sản Việt Nam áp dụng cho những người của họ. Và câu hỏi đặt ra là dù rất khôn khéo nhưng ông Nguyễn Chí Dũng vẫn, ông Phạm Chí Dũng vẫn không thoát khỏi bàn tay của Nguyễn Phú Trọng. Ông Phạm Chí Dũng có học vị tiến sĩ với người thầy hướng dẫn là giáo sư Trần Trung Hậu, một chuyên gia về kinh tế chính trị học Marx Lenin. Do đó ông hiểu rất rõ rằng nguyên tắc thượng tôn pháp luật đòi hỏi các chủ thể có liên quan chịu trách nhiệm trước pháp luật và trách nhiệm giải trình trước các chủ thể khác. Từ đó mới có thể tạo lập sự tin cậy, tính công bằng trong áp dụng pháp luật, ngăn ngừa sự tùy tiện trong việc xây dựng và thực thi pháp luật. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, vốn là kẻ không thích Hội Nhà báo Độc lập. Chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn hô hào chống tiêu cực, tuy nhiên đó chỉ là đòn mị dân, còn thực tế thì chẳng có quan chức nào muốn bị báo chí phanh phui tiêu cực cả. Tuy nhiên, với tinh thần thượng tôn pháp luật, ông Dũng đã không ngần ngại chống tiêu cực bằng chính ngòi bút của mình. Ông đã viết một thời gian dài và ông đã khéo léo viết với mức độ không quá gay gắt để né được sự trừng phạt của chế độ. Và ông đã sinh sống và viết rất nhiều năm trước khi bị bắt. Thực tế, ông không có tội, nhưng vì lo sợ nên bằng mọi cách chính quyền phải bắt giữ ông. Vào ngày 21 tháng 11 năm 2019, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam dường như không thể nhẫn nhịn được và đã cho bắt ngay sau đó ông Dũng và gán cho ông tội vô lý. Chính vì thế, ông Phạm Chí Dũng nhận cáo trạng và ghi vào giấy nhận cáo trạng dòng "Tôi không vi phạm pháp luật Việt Nam" và ông ký tên. Ông Phạm Chí Dũng sinh năm 1966, quê Đồng Tháp, sống tại quận Tân Bình, Sài Gòn. Theo đánh giá của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ông Phạm Chí Dũng làm nghiêm trọng và rất nguy hiểm đối với họ. Hồi tháng 3 năm 2013, Công an Việt Nam đã đình chỉ điều tra vụ việc ông Phạm Chí Dũng bị bắt vì nghi tội lật đổ hồi tháng 7 năm 2012. Khi đó, nhà báo này bị bắt khẩn cấp vì nghi biên soạn tài liệu nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Sau đó, ông Phạm Chí Dũng bị khởi tố với hai tội danh âm mưu lật đổ chính quyền theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự và tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự. Tuy nhiên, sau đó, sau 6 tháng tạm giam, công an đã thông báo cho ông về việc đình chỉ điều tra và kết thúc vụ án. Tiểu sử của ông Phạm Chí Dũng, sinh năm 1966, quê quán tại tỉnh Đồng Tháp, là cựu trưởng ban tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Quân sự, ông Phạm Chí Dũng về công tác tại Ban An ninh Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Trước năm 2013, ông Phạm Chí Dũng có 30 năm phục vụ Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chính quyền Nhà nước Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông theo đuổi văn chương từ năm 1986 và những năm gần đây viết nhiều bài dưới các bút danh khác nhau cho các tạp chí ở phía trước, bàn về một số chủ đề bị cho là tế nhị ở Việt Nam như tự do báo chí, tham nhũng, nhóm lợi ích cũng như kiểm soát của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong nền kinh tế. Vào ngày 5 tháng 12 năm 2013,
vì không đồng tình với đường lối chính trị độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Dũng đã làm đơn xin ra khỏi Đảng sau 20 năm làm đảng viên. Lúc đó, ông nêu lý do là vì Đảng Cộng sản không còn là đại diện và phục vụ cho quyền lợi của đại đa số nhân dân. Nhân ngày Tự do Báo chí Thế giới, ngày 3 tháng 5, Tổ chức Phóng viên Không biên giới có trụ sở ở Paris lần đầu tiên đã công bố danh sách 100 anh hùng thông tin vào năm 2014, gồm các nhà báo và blogger ở 65 quốc gia trên thế giới. Trong số 3 người Việt Nam được vinh danh có nhà báo tự do Phạm Chí Dũng. Khi ra phi trường Tân Sơn Nhất để tham gia hội thảo về vấn đề dân chủ và nhân quyền cùng buổi kiểm điểm nhân quyền do Liên Hợp Quốc tổ chức mà Việt Nam là một trong những nước phải trả lời vào ngày 5 tháng 2 năm 2014 ở Geneva, quốc tế này tổ chức, ông Phạm Chí Dũng đã bị công an tịch thu hộ chiếu. Và Tổ chức Giám sát về Nhân quyền của Liên Hợp Quốc là một trong những tổ chức chính xây dựng nên cuộc hội thảo này. Vào ngày 4 tháng 7 năm 2014, Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam tuyên bố thành lập với việc ông Phạm Chí Dũng được bầu làm chủ tịch. Vào ngày 17 tháng 7 năm 2012, khi đó, ông bị bắt khẩn cấp vì bị tình nghi biên soạn tài liệu nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Sau đó, ông bị khởi tố hai tội danh là âm mưu lật đổ chính quyền theo Điều 79 của Bộ Luật Hình sự và tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự. Khi bị bắt, ông Dũng là một cán bộ công tác tại Ban An ninh Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sau 6 tháng tạm giữ, công an đã thông báo cho ông về việc đình chỉ điều tra và kết thúc vụ án. Đây là hình ảnh ông Phạm Chí Dũng khi chưa bị bắt. Vào ngày 25 tháng 6 năm 2015, ông Phạm Chí Dũng đã bị đưa đến cơ quan an ninh điều tra để hỏi về các vấn đề liên quan đến vụ ông Nguyễn Quang Lập. Trong 8 giờ bị câu lưu và thẩm vấn, công an cũng yêu cầu ông Phạm Chí Dũng chấm dứt hoạt động trang Việt Nam Thời báo của Hội Nhà báo Độc lập. Và tiếp theo, vào ngày 21 tháng 11 năm 2019, ông đã bị cơ quan an ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố và bắt giam về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tình hình sức khỏe của ông Phạm Chí Dũng và Nguyễn Tường Thụy cũng được chia sẻ. Theo luật sư Nguyễn Văn Miếng thì chính do việc cơ quan an ninh điều tra của công an và nhà nước không cho luật sư được tham gia bảo vệ quyền lợi của các thân chủ từ sau khi họ bị bắt, nên tới nay gia đình và luật sư không có bất cứ một thông tin nào về sức khỏe của ông Phạm Chí Dũng và ông Nguyễn Tường Thụy. Tuy nhiên, thân nhân của hai ông dù không được gặp nhưng được gửi đồ vào tiếp tế. Đây là hình ảnh ông Phạm Chí Dũng nguyên và ông Nguyễn Tường Thụy và ông Lê Hữu Minh Tuấn. Hiện cả ông Phạm Chí Dũng và ông Nguyễn Tường Thụy đều đang bị giam tại số 4 Phan Đăng Lưu, là một trụ sở của cơ quan an ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi được thông báo chính thức của cơ quan an ninh điều tra là họ đã kết thúc điều tra vụ án, thân nhân của ông Phạm Chí Dũng cũng như vợ ông Nguyễn Tường Thụy là họ có thể liên hệ được với nơi giam giữ để họ cho thăm gặp nếu được phép. Ông Dũng và ông Thụy bị giam ở số 4 Phan Đăng Lưu, nhưng hai ông này thuộc sự quản lý của trại giam Chí Hòa. Trại giam này có hai cơ sở, một là trại giam Chí Hòa và thứ hai nữa là tại số 4 Phan Đăng Lưu. Trước khi bị bắt, ông Thụy có lúc là bị ốm đau và trong quá trình giam giữ, chính quyền không hề cho người nhà hay luật sư biết rõ về tình trạng sức khỏe của ông. Và lá bài của ông Nguyễn Phú Trọng, bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam là dùng những bản án gán lên những người bất đồng chính kiến là để ngã giá với quốc tế và đặc biệt là với Mỹ. Bắt giam và xét xử những thành viên của Hội Nhà báo Độc lập nhằm mục đích rằng ông Nguyễn Phú Trọng muốn ngã giá với Washington về những thỏa thuận thương mại. Đây là thông tin được cho ra từ nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, và các tù nhân lương tâm là một mỏ khai thác vàng đối với Đảng Cộng sản. Họ bắt các nhà bất đồng chính kiến là nhằm hai mục đích. Mục đích thứ nhất là để làm vừa lòng Bắc Kinh, đây cũng là thông tin được cho biết. Và bộ máy đàn áp của Ba Đình thì vẫn hoạt động hiệu quả. Mục đích thứ hai là để có người dự trữ nhằm mục đích ngã giá về những đòi hỏi nhân quyền phía Mỹ để tìm kiếm sự nhượng bộ của các quốc gia này trong việc ký kết hiệp định thương mại. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng là một con người tàn bạo với người Việt Nam yêu tự do. Đại hội Đảng sắp diễn ra, ông Nguyễn Phú Trọng cũng tranh thủ mang vụ án này ra xét xử như là công việc cuối cùng ông phải hoàn thành, bởi vì qua đại hội chưa chắc gì ông còn tại vị. Cho nên đến nay khâu quan trọng nhất của mọi đại hội là mảng nhân sự, và sau vụ ba đặc khu cách đây mấy nhiều năm, ông Nguyễn Phú Trọng nhận thấy bị sập bẫy, nên giờ đây ông chẳng còn mấy ai tin và sức khỏe của ông cũng giảm sút, nên
những người cận thần chuyên hỗ trợ ông cũng ngày ngọt giảm dần. Ngay cả danh sách khoảng 200 trung ương ủy viên ông tốn bao công sức để chốt hạ cho đến giờ vẫn chưa đâu vào đâu và nhiều khả năng sẽ phải xóa sổ để làm lại cơ cấu. Trong bối cảnh ấy, để tồn tại một kho thông tin không chính thức như tờ Việt Nam Thời báo mà lại có những bài viết làm xã hội chú ý hơn những tờ báo nhà nước, nên ông Nguyễn Phú Trọng đã phải mạnh tay xử lý, tóm hết và bỏ tù thật nặng, áp những bản án phi lý đến những người thực hiện quyền tự do ngôn luận được hiến pháp quy định. Nó như một thông điệp của Nguyễn Phú Trọng rằng Đảng Cộng sản ngày càng bất chấp vì sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Đó là cách bảo vệ Đảng rất điên cuồng và phản ánh tiến bộ của Nguyễn Phú Trọng, nhưng điều này sẽ đi ngược lại với văn minh của nhân loại. Và tinh thần tự do của người Việt Nam cũng không bao giờ bị bóp chết dù cho ông có điên cuồng đi bao nhiêu chăng nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 6 tháng 1 năm 2021 với bản tin Nguyễn Phú Trọng cho xử 3 nhà báo độc lập để trả thù. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.